Xin chào tất cả các bậc cha mẹ. Càng ngày thì chúng ta càng nhận ra rằng việc học tiếng Anh của trẻ thì nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Vì khi đấy bộ máy cấu âm của trẻ còn mềm mại, dễ dàng phát âm theo kiểu song ngữ. Thứ hai là tư duy của trẻ, trí tuệ của trẻ đang ở giai đoạn cửa sổ vàng, nghĩa là lúc nào cũng mở ra những cơ hội để khám phá, háo hức, tò mò. Và vì vậy bé rất dễ dàng để có thể tiếp thu một ngoại ngữ. Nhưng khi bé càng lớn hơn, bé càng trở nên là co mình lại, thiếu tự tin hơn. Cấu âm của bé cũng đã hoàn thiện rồi, cho nên để phát âm một từ gì đó thực sự sẽ khó khăn hơn. Với những trường hợp như thế này, mới bắt đầu tiếp cận tiếng Anh cho con, thực sự là trăn trở của các bậc cha mẹ. Nhưng các bạn đừng lo lắng nhé, với phương pháp giảng dạy tiếng Anh ưu việt ở Nhưng các bạn đừng lo lắng với phương pháp giảng dạy tiếng Anh ưu việt ở Pantado, mặc dù chỉ qua hình thức là online, nhưng sẽ giải quyết được các vấn đề cho những bạn mà bắt đầu tiếng Anh có thể muộn hơn so với các bạn nhỏ khác. Hoặc các bạn còn lúng túng, thiếu tự tin, không có cảm giác là mình sẽ phát âm hoặc trình bày điều gì đó rõ ràng, mạch lạc bằng tiếng Anh trước mọi người. Hoặc bé sẽ cảm thấy ngại ngần khi tiếp xúc với một ngoại ngữ mới. Pantado sẽ giúp cho các bậc cha mẹ và các bạn nhỏ giải quyết được những khó khăn và những vấn đề đó. Và bằng tất cả những hình thức gợi mở, khích lệ, trò chơi, các video hướng dẫn một cách cụ thể nhưng lại hồn nhiên, sinh động, luôn luôn đặt cho các bạn vào một bối cảnh thực để có thể phát ra tiếng Anh một cách tự nhiên và rõ ràng nhất, thì các bé sẽ vượt qua được trở ngại là không được bắt đầu tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ. Và bây giờ, chúng mình hãy cùng chứng kiến một bạn nhỏ 9 tuổi lần đầu tiên học tiếng Anh với Pantado sẽ thể hiện như thế nào nhé. Hello everyone, my name is Ahun. I am 10 years old. My family have 5 people. My dad, my mom, my brother, my baby and me. I have a lot of hobby. Now I will talk about some of my hobby. Among is subject. I like the most in English. I study English every day. I want to become an English teacher in the future. In the free time, I usually like listen to music. I like listen to funny music. It makes me feel relaxed. Besides, I also like play sport. I often play table tennis or badminton with my friends. Cooking is one of my hobbies. However, I can cook some simple dishes like egg and vegetable. I will ask my mom to taste me more dishes. It's my hobby. What about you? Các bạn thấy thế nào ạ? Tuy vẫn còn những vụng dại, nhưng mà một phong thái rất là tự tin, cách phát âm cũng rất tốt. Và đặc biệt là bạn đấy cảm thấy rất hào hứng, say mê và không ngại ngần có thể thể hiện tiếng Anh, mặc dù đây mới là lần đầu tiên mà bạn được tiếp xúc với tiếng Anh. Và chắc hẳn các bậc cha mẹ thì mong muốn điều này ở con mình. Các bạn cũng sẽ rất muốn là ngay cả những em bé bắt đầu sớm cũng sẽ được tiếp cận với một phương pháp tiếng Anh rất ưu việt như thế này. Và ở Pantado, chúng tôi hiện giờ đang có 100 suất học thử miễn phí. Các bạn có thể đăng ký cho con tham gia để cùng tận hưởng và trải nghiệm để xem là con mình đã thay đổi như thế nào với việc học tiếng Anh thú vị như thế này. Và tiếng Anh sẽ chỉ là công cụ và phương tiện, quan trọng là thông qua đó các bé sẽ trở nên một con người tự tin hơn, vui vẻ hơn và thích học hơn. Điều đó sẽ tìm được với Pantado. Hãy đến với những suất học thử miễn phí ngay. Hãy đến với những suất học thử miễn phí của Pantado các bạn nhé.